Xin chào tất cả mọi người, mình là Khải Đăng và hôm nay mình sẽ quay lại với một vai trò là vlogger. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt vì là có một người bạn bằng tuổi Đăng, quen cũng rất là lâu rồi mà hôm nay mới được có dịp mời đi uống cà phê. Hồi lúc đầu thì quen bạn thì bạn nói là hôm nào cà phê, giờ tận cuối năm rồi mới được mời cà phê, có nghĩa là hôm nào định nghĩa của các bạn là năm sau. Và hôm nay là Đăng đang đợi bạn tới rước đi uống cà phê thì không biết khi nào bạn tới đây. 11 giờ mà bây giờ không thấy đâu, ăn trưa luôn quá. Few moments later. Và đây là một người khách mời mà rất là ngon lành nha. Cơ thể sáu múi cuồn cuộn. Hú hồn nha, mà bắt đợi hơi lâu nha, hơi bạo nha. Ê tôi. Hello, hello. Xe đẹp vậy? Chưa lâu chưa? Trời lâu bà có luôn. Định đi xe đạp xăng á. Thôi đi cha. Xe mua bao lâu rồi? Lâu rồi. Cũ lắm rồi, con này đi sợ long bánh các kiểu đó. Cái gì tôi nói mà cũ là tôi cho bạn hết. Chịu à, này đóng rồi sợ nó văng cái cửa ra này. Xin chào mọi người, đây là người bạn của tôi Bùi Tiến Dũng. Xin chào mọi người. Chào mừng Bùi Tiến Dũng tới vlog của Khải Đăng. Lần đầu tiên có một người khách mời mà nổi tiếng mà chạy xe xịn như thế này thì quá đã. Thì bây giờ đi uống cà phê luôn hả? Bây giờ hay là bây giờ chạy qua chỗ Khanh đi. Đúng rồi, sang đó mình xem có nhiều xe đẹp mình mượn đâu con mình chạy. Thấy đẹp mượn chạy xin luôn. mình chạy luôn. Sang thử xem sao. Ok vậy thôi đi nha. Đi ha. Xe em quá. Chạy cây giật luôn. Xe xịn đó mọi người ơi. Chạy như đang cưỡi người á. cây giật. Đường thì rõ êm mà xe thì giật. Chắc cái xe này mà cán trúng ổ gà chắc là cái đầu đụng cái nóc luôn á. Đụng nóc luôn á. Nãy đi vừa leo vỉa xong nè. Sức nhẹ một miếng. Đi giờ này tắc đường thế. Ồ nãy kẹt lắm, nghe kẹt. Đi mấy con này tắc đường mệt lắm. Đây cái giờ này giờ tan tầm giờ thì chưa. Con xe này không có option gì luôn á. Yeah. Kể cả lùi sau cũng không có cam luôn. Lùi bằng cảm giác không ạ? Chỗ Khanh có xe nào cho anh em mình chạy được không? Không biết xe nào này à? Biết xem con nào dư thì anh em mình lấy chạy thôi. Cho nó chạy thì mình kiếm con mùi trần chạy cho nó mát ha. Nắng chết chà. Lấy xe mùi trần rồi đội mũ vậy nha. Đội mũ bảo hiểm. Wow, quá trời xe luôn. Kinh nhở? Trời. Xe đủ màu luôn. Chọn con nào đẹp nhất mình chạy. Con này bữa quay Đăng Lát nè. Đăng Lát là xin giới thiệu mọi người, đây là cái xe mà siêu xe sau sau cái bên nhạc Đăng Lát của Đăng, là chiếc siêu xe này Lamborghini này chỉ được xem có chút phía sau trong cái đoạn cuối có. Đúng rồi. Xuất hiện cụ thể hơn không? Đúng rồi. Đây là cái showroom của anh Phan Công Khanh, số 6 Trần Hưng Đạo, quá là hoành tráng luôn. Đây chắc cũng phải mấy chục căn nhà nằm trong một cái showroom, dã man thật sự. Giờ vô xin chiếc. Ok anh em vào trong chạy đi uống cà phê. Cái chiếc mở cánh lên ok kìa. Đi, giờ đi vô luôn nha. Đi vô luôn. Hello anh. Dạ. Yeah. Yeah, hello anh. Hello mọi người, và đây là Mr. Phan Công Khanh, ông chủ của showroom Khanh Super, ông chủ của rất là nhiều căn biệt thự trong cái showroom này. Nói chung là đây sẽ dắt mọi người đi coi những chiếc siêu xe. Đây, nếu mà có tiền là Đăng sẽ mua chiếc siêu xe này. Anh Khanh kêu là 2 năm nữa mà đi hát không đủ tiền anh Khanh cho luôn chiếc xe này, chạy luôn. Đúng không anh Khanh? Ổng lơ luôn rồi. Đây, chiếc siêu xe màu xanh, lý do Đăng thích chiếc này là tại vì nó màu xanh dương, nó rất là hợp mạng của Đăng, mạng thủy. Chiếc này cũng đẹp quá này. Mua trần. Ngắm được xe nào chưa? Đang thấy hai chiếc này nè. Mua về chơi Tết đi. Mua gì ạ? Địa tới chiếc xe này nè. Chiếc mô tô này nè. Ngoài giờ đổi chiều hướng là bây giờ không lấy ô tô nữa, giờ lái chiếc này nè. Ông leo lên tôi chở ông đi. Biết chạy mô tô không? Biết. Mà chiếc này ngồi hai có người à? Đó ông ngồi trên bình xăng. Ông ngồi lên cái bình xăng này nè, tôi chở ông đi. Nóng chết. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Xuất sắc. Nhưng mà đau lưng lắm à. Cái xe này là nghe nói là hơn tỷ. Hơn tỷ hả? Hơn tỷ. Quá trời. Đẹp quá nhỉ. Đẹp. Trông như kiểu Batman đúng không? Batman. Một cặp với là chiếc kia. Tiếc là chỉ chạy được có một mình thôi. Đó chạy hai người á. Thế tôi lái cho ông ngồi trên đây. Dũng đi. Đây. Tôi lái cho ông ngồi đi. Đây thiết kế cho Dũng ngồi mà. Nhưng mà con này chạy mà kẹt đường là cũng mệt mỏi đấy. Có con nào chạy đơn giản có nặng không? Á. Giờ chỉ có xe ô tô là đơn giản nhất thôi. Bây giờ qua chọn xe đi. Chọn đi. Xe. Anh Khanh giờ anh đang xe ke rồi, mình lái chiếc nào cũng được đó. Ok đó. Nãy mình bảo chọn một chiếc nào nó mát mẻ. Mua trần hả? Mua trần thì chắc chỉ có chiếc này mua trần nè. Chiếc này là mới nhất thôi, mà lấy mình lấy chiếc mới nhất mình chạy. Chiếc này thì ha. Chiếc này okay. Mua trần. Chiếc này ok. Nhất. Chiếc này nhiêu tiền đăng? Đẹp quá trời. Anh Khanh đâu rồi? Cái chiếc này là cái đặc điểm của nó là đang chạy nửa chừng thì hai cánh mở lên xong bay lên luôn. Chiếc này là nó vậy đó. Đó lý do sao người ta làm cái cánh chim này vậy. Thế thì ông lái thử kiểu đấy xem. Ông lái đi ông chạy. Đang lái nửa chừng là cánh mở lên bay lên luôn. Nói giỡn đó mọi người, mình không phải chuyên về siêu xe, phải hỏi anh Khanh mới được. Chứ nói bậy bạ tí ông chửi chết. Đã quá ta. Thì Khanh có đi không ta? Khanh chứ không đi đâu. Khanh đi ngồi đây à? Đúng rồi, đang định bảo ba người mà đi chung một xe này ngồi đâu. Xong anh em mình đang chạy lỡ mà trời mưa cái sao anh mình không biết đóng này sao này. Thì cái là ướt như chuột lột luôn á.
Không, cái này đóng lại được mà. Này như là mở sau này đóng lại á. Phải không? Có có. Tí phải hỏi kỹ nha. Ừ, để hỏi coi. Cái trời này như là khả năng là mưa đó. Dạ vâng ạ. Ghế hơi hơi xa nha. Anh Phương đúng không? Ồ, chìa khóa này mọi người. Xe ở đây được cái là chìa khóa để trong xe luôn. Đó. Anh ơi, chốt chiếc này nè. Chiếc này ok quá nè. Nhưng mà ông biết chạy không? Biết. Ok, thế tôi giao tính mạng chạy xe gì đâu không biết. Đây là anh Phan Công Khanh Super. Rồi nãy là em với Dũng là tính lấy chiếc này đi uống cà phê. Okay. Thì cho tụi em mượn chiếc này nha. Okay. Giờ chiếc này là chiếc biết lái rồi, Dũng biết lái thoải mái mà. Xe này thì là số tự động à? Có số tự động không? Tự động và bán tự động. Bán tự động luôn. Ừ, tự động và bán tự động. À. Nghĩa là nó có mình muốn lái tự động thì mình lái, còn mình muốn lái bán tự động thì mình lái. À. Nó... Chiếc này là chiếc gì vậy? Thì là McLaren 720. McLaren 720. 720 Spider 2020, đời 2020. Ừ. Spider. Nó là một cái xe khá là hot ở Việt Nam nhưng cũng như là trên toàn thế giới luôn. Wow. Đây là bán chạy nhất năm 2020. Chiếc này nếu mà mình Chiếc này thì hai đứa em dễ lái hơn. Theo mình mới biết lái á. À. Lái cái này rất là dễ lái. Còn như là FPJ hay là SF90 thì nó khó lái hơn. Nó giật hơn hay sao? Giật hơn, nó mạnh hơn. Xe này xe mới mình bán ra khoảng 27 tỷ. 27 tỷ. Căn biệt thự đó rồi, giờ em với anh lái chiếc biệt thự di động ra đường nè. Quá trời ơi. Ủa rồi nãy Dũng nói là ví dụ như đi uống cà phê mà trời mưa rồi sao? Cửa đóng mưa lại. Đóng được hả? Sao bọn em chưa biết đóng này, đang sợ trời mưa này. Nó có hai cái, một cái là mình đóng, đây là để cho mình quay cho mọi người xem nè. Đây là trên chìa khóa mà McLaren nha. Đây là một cái chìa khóa. Thì mình đang đóng mở mưa đi. Bây giờ mình đóng mưa lại, giữ 5 giây. À. Đấy, nó sẽ đóng lại. À. Mình không cần phải làm thao tác tắt ở trong xe luôn cũng được. À thế á? Ở trong xe cũng xài bằng chìa khóa này luôn? Trong xe thì không, trong xe nó vẫn có một cái nút, cái nút riêng để bấm mở ra, mình đóng lại. Bây giờ mình đóng lại, mở ra nè, giữ 5 giây. Đấy. Wow. Mất 10 giây, mất chỉ khoảng 10 giây thôi để mở cái mùi ra và đóng mùi lại. Thế thì chưa kịp ướt đâu. Ừ, chưa kịp ướt đâu. Chiếc xe này là chiếc siêu xe mở mùi nhanh nhất thế giới luôn. À. Không có chiếc xe nào mở mùi nhanh như vậy luôn. Quá xịt. Mà bây giờ chạy chiếc này ra ngoài như thế nào nè? Chạy như thế thôi, đơn giản mà. Yeah. Này đi đường này luôn được không? Một phát luôn đúng không? Tung cái kính ra luôn hả? Đúng rồi. Tung kính chạy thẳng ra luôn. Tung kính chạy thẳng ra luôn. Dễ quá. Trời ơi, ông chủ quá trời dễ dàng rồi. Đây là lần đầu tiên mà sát mặt với một chiếc siêu xe mà tiền chục tỷ như thế này. Vài chục tỷ. Không chuyên môn mà anh em mình chọn đúng quá ha. Đúng, anh em chọn đúng là chiếc xe của Spider-Man là đỉnh cao rồi. Tất cả những gì mà mình đang ở trong vị trí này nè đều là những thứ rất là đặc biệt ở Việt Nam cũng như là trên thế giới luôn. Ở trong vị trí này là bốn chiếc xe này là phía sau là hai chiếc xe này là cũng hai chiếc xe đặc biệt. Hai chiếc xe đầu tiên có ở Việt Nam. Wow. Ở Việt Nam thì có mẹt G rất là nhiều rồi. Đúng rồi, mẹt G nhiều. Hai chiếc này đầu tiên, cái này là Rabbit chứ không phải là G. Nó cao, nó mắc giá trị nó cao, mắc hơn cái G 63 là gấp đôi. Wow, thì đó. Mà nó nó nhưng mà trông nó kiểu cũng giống to, nó to hơn, nhìn thì to hơn rồi đó, mà nhìn nó vạm vỡ hơn nhiều, nhìn chắc chắn hơn. Ê, quên đó, anh nói chuyện không có mic nên nó thu được. Thu được đúng không? Thu được. Này đó, đóng rồi. Lại phải là chưa dính đấy nha. Chưa dính nhá. Ừ. À thế con này phải dùng cho mấy người cục xúc như mình nè. Mà nha. Đó. Ừ. Dũng là đi được. Được rồi, con này hợp mình quá trời. Đóng cửa là phải đóng vậy em. Không. Vậy thôi, đóng vậy thôi. Đóng vậy ok. Đóng vậy là vô. Đóng vậy là vô. Đóng vậy. Bùm. Wow. Đó, vô. Con này để tập tạ được nè. Anh em mình thích tập tạ. Chắc bây giờ mình cho dời chiếc này ra đi ha. Đó, ok. Tự dời hả? Tự dời. Em sẽ nhường cái tự dời này là cho Dũng dời Dũng. Bê anh em mình bê ra được. Trời ơi. Đây quán cà phê bên kia, Sĩ Đa Phúc. Đi hả? Nè bà chủ nè, quay bà chủ nè, quay bà chủ nè. Đây
ba chỗ này không giải quyết được vấn đề gì. Đi lên trên có đồ ăn buffet hả? Vậy mua cà phê xong lên đó uống có ăn buffet đúng không? Mình sang cái cà phê sữa đi. Thế cho mình cái bác xỉu. Ở đây là có tất 3 lầu buffet, 3 lầu karaoke, 1 lầu beer club à. Bây giờ ăn cho hết 3 lầu rồi. Đúng rồi, ăn từ lầu 1 đi lên. Ô, bây giờ mình qua lấy thẻ buffet luôn. Hello em. 4 vé rồi. Ok. Cảm ơn. Số 3A nha. 3A dạ. Đẹp không? Xinh chưa? Đẹp quá nhỉ. Wow. Rồi thì cái đẹp lắm. Chân Tết hết rồi nè. Chết. Ô, đi vệ sinh cái. Đã. Chàng trai đã chịu đựng quá lâu. Mày vô. Cái khoảng thời gian đời thịt chính là một cái khoảng thời gian gì đó quá là dài lê thê. Nó dài mà nó như nào lòng nung nao hơn Tết. Ồ mực này, mực chín. Tôi thấy có cái nào chín lòng vớt nào ăn hết trơn. Đây được rồi, vớt trơn. Cá hay là mực? Mực đi. Mực hải sản là phải chấm cái nước xanh này nha mọi người. Bữa uống cà phê ok quá. Một bữa sáng uống cà phê. Thành 3 giờ chiều ăn cơm trưa. Ở đây nó có một cái sốt rất là đặc biệt là sốt màu bạc. Chấm hải sản không? Không cay. Gà này được rồi nè. Dọn bớt cái gà ra cho bò vô đi. Úp cái này mà úp 11 giờ đêm ha. Thì cái này phải ăn với rau hay sao ấy? Ăn với rau á. Có đây hồi nãy bi là bởi vậy là nó lấy rau. Cái salad á. Ăn với xài hết trơn. Hồi nãy người ta kêu lấy salad ông ra ông lấy cái gì đâu không à. Thế á? Ừ. Ăn xài vẫn ngon. Ăn xài vẫn ngon. Chứng tỏ là nó ngon từ thực lực. Nó quá. Nó phê. Say. Lâu lắm mới được mời ăn nên ráng ăn nhiều tí. Tết nhất đến nơi rồi. Đến nơi. Vẫn chưa được về nhà nữa. Nhớ nhà thế. Có lì xì có tiền á. Này mỗi khách được giật một cái ha. Trong này có lì xì không? Ồ có đấy. Có luôn. Có đấy. Hai đô. Dân châm luôn. Dân châm chứ luôn. Này cũng chỗ lầu này cũng cà phê luôn hả ta? Chắc cà phê luôn á. Đúng rồi. Chị Lan Ngọc thật giàu. Không biết khi nào mới giàu được như chị. Bây giờ xin ăn ké uống ké đây là được. Có gì cũng được rồi. Khỏi phải lo lắng nhiều đúng không? Đúng rồi. Chị cứ mở càng nhiều tiệm càng tốt. Cho em cái thẻ chọn đời là ok. Cho em cái thẻ chọn đời là ok. Chứ nó mua anh. Đừng có quên em nha. Có cái gì em cũng muốn có cái đó à. Em sẽ tới nhiều hơn đâu. Tới nhiều dễ bị thu lại thẻ lắm ạ. Ừ nhiều khi. Nhiều khi tới nghe cái câu tới nhiều mới không cho thẻ. Vài tháng tới lần thôi. Wow. Trời ơi đẹp quá vậy. Thế mình sẵn mình tiện cầm ly này đi qua đường luôn. Ừ đúng rồi, giờ là làm cho mình đó. Rồi đây là kết thúc cái hành trình buổi sáng uống cà phê của chúng tôi. Sáng uống cà phê thì chiều uống trà đá. Không biết là món gì đây nhưng mà rất là ngon. Và rất là no, đi cà phê mà no luôn đó trời ơi. Nói chung là bữa sau cà phê mình nên hẹn 6 giờ sáng. Nhất trí. Ok, chắc không sao đi sớm hơn. Cảm ơn Đăng. Cảm ơn. Vâng. Bây giờ sẽ chở tôi về chứ hả? Ôi nhờ quên mất. Cảm ơn ở đây. Cảm ơn ở đây. Bây giờ mình sẽ đi trả xe và đi về thôi. Rồi ok. Xin hẹn mọi người ở clip sau. Và mong là sẽ được mời Bùi Tiến Dũng sẽ đồng hành cùng với những clip sau cùng với Đăng. Ok, nhất trí. Vui nha. Quá vui, quá no, được ăn uống miễn phí, được đi chơi là thích rồi. À, bữa sau đi tiếp. Ờ, nhất trí. Nhất trí nha. Bao nữa hả? Được thẻ free mà. À, thẻ free rồi, ok.